Không mọi người, hôm nay mình đang đi cân màu cho anh Quang Anh. Hôm nay cân cho anh còn đeo, con này còn S, con này chắc còn 23 nhưng mà đời cũng lâu rồi anh nhỉ. Ừ, trước khi cân là nó màu hơi hồng hồng, cân xong nó vàng luôn này. Anh em có thấy trên video. Đấy. Nói chung là nếu có điều kiện thì nên cân. Cân thường xuyên khoảng 6 tháng cân một lần. Đây before after. Màu sắc nó thay đổi nhiều lắm anh nhá. Cái màu xanh, một cái gam màu ấy nó thay đổi nhiều lắm. Nếu mà màn chuẩn thì nó phải vàng vàng như vậy. Đó. Cái màu đỏ, cái gam đỏ nó mới thay đổi nhiều anh ạ. Gam đỏ mới gam màu xanh blue, nói chung là như này là bị sai màu rất là nhiều luôn. Đây như cái màu đỏ đấy, chưa cân này, cân xong này nó tươi hơn hẳn luôn. Nó dạng như kiểu là một Merver, hoặc là nó giống như kiểu là một cái hoặc là ba lăng nó cân màu lại anh. Ừ. Cân lại ba lăng đúng không? Không cân lại, một là cân bằng trắng, hai là mình cân lại màu sắc cho nó chính xác cái gam hơn. Sao mà làm nó